Hello mọi người, nhất là các em gái tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Đây là video clip mà anh nhận được rất là nhiều câu hỏi và đại loại là như tuổi em Giáp Tuất căng cao số nặng gì đó. Thì theo những cái thầy phong thủy khác, thầy tử vi khác thì số em là có thể là coi như là không lấy được chồng, cô đơn suốt đời. Hoặc là anh ơi, tuổi em Giáp Tuất thì cho nắm chữ Giáp đứng đầu thì nên lấy tuổi nào cho phù hợp và nên kết hôn tuổi nào cho nó hợp với mệnh của mình, hợp với tuổi của mình. Rồi đại loại em là con chó lửa thì con gì nó hợp với em. Thì hôm nay đây là một video anh sẽ gom tất cả lại và anh trả lời một câu hỏi. Và thí dụ mai mốt ai mà có hỏi anh ơi Giáp Tuất em hợp tuổi nào, nữ mạng em hợp tuổi nào để mà kết hôn, thì anh sẽ chỉ đến video này. Tại vì anh thì trong cái quan niệm của cái người Việt Nam á, thì hai người mà hợp tuổi nhau á sẽ giúp cho cái cuộc sống sau này tốt đẹp hơn, cái cuộc sống hôn nhân á tránh được những cái gọi là cái tai ương và vượt qua được cái nhiều cái khó khăn hàng ngày. Mà để mà xem mà hợp tuổi á thì người xưa có căn cứ vào có những điểm chính là ngũ hành này. Ngũ hành của mệnh tức là mạng của, thí dụ như là Giáp Tuất nữ là mạng hỏa ha, rồi thiên can địa chi ha, thiên can là chữ giáp đó, là chữ giáp của Giáp Tuất đó, địa chi là tuất ha, và cung sinh hôn nhân. Có nhiều người rất là dễ hiểu lầm giữa cái cung trạch với lại cung hôn sinh hôn nhân là hai cái cung hoàn toàn khác nhau. Cung sinh hôn nhân đó, nam nữ giống nhau, nhưng mà cung trạch địa thì nam khác nữ khác, mọi chuyện nó sẽ có những cái khác biệt, cho nên là mọi người đừng có hiểu lầm ha. Mà trong đó thì người ta thường là xét về hôn nhân thì có bốn cái, nhưng mà hai cái chính là ngũ hành và mệnh. Ngũ hành mệnh và cái cung sinh hôn nhân, thí dụ như nếu như là một trong hai cái mà có vấn đề thì người ta vẫn cho cưới. Thí dụ như một cái là họa hại, một cái là kết hợp được, không xung không khắc thì được. Nhưng mà nếu như hai cái cung sinh hôn nhân và mạng mà có luôn cả xung khắc thì người ta sẽ hoàn toàn không cho cưới. Người xưa nói rằng đó là một cái trong những cái điều rất là xấu. Thì cái mệnh thì nó tương sinh được, nó đỡ được cho bớt cái cung sinh hôn nhân, cũng như cung sinh hôn nhân sẽ đỡ bớt cho mệnh. Rồi đó là nếu như hai cái đó, một trong hai cái đó mà ok là được. Còn cái chuyện mà thiên can và địa chi có xung khắc nhau thì cũng chấp nhận được. Thiên can thì nó nặng về phần làm ăn, địa chi nặng về phần gia đạo và vui vẻ hạnh phúc hay không ở trong cuộc sống gia đình. Xem hợp tuổi mà kết hôn thì phải ứng dụng nhiều phương pháp có cái giá trị mà phải nói là cổ của tử vi nè, tứ trụ rồi âm dương ngũ hành hay là can chi xung hợp để phân tích toàn diện mối quan hệ của bản mệnh can chi và bát tử của cả hai cái người mà muốn kết hôn. Thông qua đó chúng ta sẽ vẽ ra cho cái người mà được xem, hai cái người được xem thấy bức tranh toàn diện trong cuộc sống vợ chồng, bao gồm những cái có thể là những ưu điểm nè, thế mạnh và cả những khuyết điểm và cản trở. Từ đó mà chúng ta biết là chúng ta rút kinh nghiệm ra, thí dụ như chúng ta là vợ chồng không hợp mệnh thì đường con cái nó sẽ khó hanh thông ha. Thường nếu mà có con thì một là trai không, hai là gái không, rất hiếm, rất cái số ít mà những người mà không hợp mệnh bị tương khắc mệnh mà có được cả trai lẫn gái. Nếu mà có được cả trai lẫn gái thì già đó chắc có phúc ha. Thì rồi đó là nếu như mà có sai chỗ nào trong bốn cái đó thì mình sẽ điều chỉnh, mình biết tự chế hóa bản thân mình để mà giữ cho cuộc sống hạnh phúc, gia đình nó lâu bền. Thì cái việc mà xem hợp tuổi này cũng chỉ là một cái thông tin để mà các em biết rằng là mình có hợp với tuổi này, hợp với tuổi kia để có chuyện sửa mai sau thôi. Chứ còn hạnh phúc hay không, anh hãy nói rằng là do là đức năng. Đức năng ở trong cuộc sống vợ chồng là như thế nào? Đó là chúng ta dùng cái tình yêu, đúng không? Chúng ta nhường nhịn lẫn nhau, đúng không? Chúng ta không hợp tuổi thì ông nóng bà nguội, đúng không? Ấy thì
bà nóng thì ông ngủ, giải quyết vấn đề ở mâu thuẫn. Nhiều khi có những cặp là cãi nhau nhiều thứ lắm, có ba cái xét về hôn nhân thì họ cãi nhau cả ba bốn cái họ cãi nhau ba cái thì họ vẫn sống được với nhau. Còn bốn cái thì thôi rồi khỏi nói ha, nó sẽ là một cái việc rất là khó khăn trong hôn nhân và nhiều điều rất là khó chịu. Thì xét xem đó là giáp túc nữ mạng nó như thế nào, hợp những tuổi nào. Thì anh không có làm quá xa, anh chỉ làm cách nhau thì cỡ mười mấy tuổi thôi. Thường thì mình lấy chồng cách nhau mười mấy tuổi thì nó sẽ ok hơn, nhưng mà hơn nữa thì mình mới 40, ổng này già mất rồi, trong trong chồng trẻ thì trong chồng già thì đuối lắm ha. Cho nên là anh sẽ chọn những cái tuổi vừa vừa thôi. Thì đầu tiên hết, đối với những người tuổi Giáp Tuất mà anh cảm thấy rằng tương đối hợp là tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, nam Canh Thân. Thì người mà Giáp Tuất mà nữ mệnh á, cung hôn nhân á, là cung cạn. Mình sẽ dễ với không. Thì người Giáp Tuất thì người ta gọi là thân thủ thân chi cẩu, tức là chó mà biết biết lo cho thân mình ha. Mệnh là sơn đầu hỏa, nếu mà cung mà trạch địa đó là cung ly hành hỏa ha, đạo âm của hành hỏa, mạng thì sơn đầu hỏa rồi rồi. Về mệnh thì người Canh Thân là thạch lụ mộc, và người Giáp Tuất nữ mạng là người sơn đầu hỏa. Như vậy là mệnh tương sinh mộc với hỏa của hai người. Mệnh tương sinh thì vợ chồng dễ hanh thông được con cái ha. Con cái sinh ra thì thông minh, đẹp đẽ, và có phải nói là dễ hanh thông được học vấn và tiến thăng ở trong cuộc sống sau này, gọi là thuận vợ thuận con cái. Thiên can giáp canh, thì là canh đó, của Canh Thân nó khắc chữ giáp, thiên can tương khắc giữa hai vợ chồng thì sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của cả hai người. Khó mà khi mà thiên can tương khắc thì người vợ thì nên làm việc của vợ và người chồng nên làm việc của chồng, đừng xen vào việc của nhau, hai người đừng kết hợp làm việc. Tức là vợ cuộc sống vợ chồng có, nhưng mà nên là vợ làm một việc và người đừng có làm với nhau chung việc, thì sẽ xảy ra tranh chấp và thậm chí là thất bại nặng nề. Cho nên là thiên can tương khắc của vợ chồng thì nên tránh làm việc chung, làm ăn chung. Địa chi là tức với lại thân, thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc, cũng không tương hợp. Cung sinh hôn nhân á, thì trai cung khôn, gái thì cung cạn. Tại vì thân là cung khôn mà. Như vậy là trai cung khôn mà lấy gái cung càn là duyên niên, tức là ổn định cuộc sống gia đạo chấp nhận được. Như vậy thì với tuổi Canh Thân là người chúng ta thấy rằng đó là có thiên can là tương khắc với nhau, bốn cái xét thì có thiên can tương khắc với nhau, thì để có thì coi như là nếu mà mình tính là bốn cái thì coi như một hai ba bốn bốn cái thì mỗi cái 2,5 điểm đi. Mỗi cái đến 2,5 điểm, mệnh được 2,5 điểm nè, đúng không? Thiên can coi như là 0 điểm đi ha, rồi địa chi được 2,5 điểm ha, vậy là chúng ta được 7,5 điểm, tức là khá ngon ha. Được rồi, ok rồi. Tiếp theo nữa đó là tuổi Tân Dậu. Người tuổi Tân Dậu với lại nam Tân Dậu, nam Tân Dậu thì cũng giống như là Canh Thân, cũng là mệnh mộc. Như vậy thì mệnh cũng là tương sinh mộc hỏa ha, đường con cái được hanh thông, sinh ra dễ có con cái mà đề hoài. Rồi địa chi Tuất Dậu, thiên can, thiên can mà giáp với tân á, thì thiên can chữ giáp không tương hợp cũng không xung khắc với lại chữ tân, cho nên là chấp nhận được ha, không có việc gì. Địa chi Túc với Dậu, thì cái này là thuộc nhóm tương hại. Tương hại mà được hiểu ở đây là sự cản trở nhau trong cuộc sống gia đình, có đôi khi xuất hiện sự không thống nhất trong cái vấn đề mà sinh hoạt mua bán sự nghiệp ha, hay trong công việc, làm cái nảy sinh những cái bất đồng vô cớ từ công việc mà ra. Đó là Dậu Tuất. Thậm chí là người nữ thì thích dạy con kiểu này mà nam thích dạy con kiểu kia ha, cũng xảy ra tranh cãi. Đó là cái sự không tốt của nhóm tương hại. Rồi cung sinh hôn nhân của người mà
Tân Dậu 19, Nam Tân Dậu 1981 đó là cung càng, nữ cung cung càng mà trai cung càng lấy gái cung càng là phục vị, à là tốt ha. Như vậy thì với người 81 thì địa chi xung khắc, địa chi bị tương hại ha, cho nên là cuộc sống ở trong gia đình dễ có gọi là khắc khẩu dữ dội, xảy ra ba cái chuyện, nhiều khi ba cái chuyện nhỏ xíu, hai vợ chồng nói chuyện về đứa con chút xíu rồi ông chồng binh và vợ thì họ cũng cãi, à cho nên là cẩn thận ha. Nếu mà lấy tuổi này thì phải biết nhịn cái miệng lại chút xíu, nhưng mà giáp tức thì anh thấy rằng là nữ mạng của các em thì khó nhịn lắm ha. Một là yên yểm với hút câu nào cũng đáng một câu ha, canh thân thì không phải giờ mà á, quên Tân Dậu, đặc biệt đó là Tân Dậu nam mạng thì hơi linh đinh đường vợ con, do nắm chữ tân là thích mới nới cũ, à cái đó là thiên tính nha, cái đó nói thêm chứ không phải là trong tử vi nói ha, đó là anh nghiên cứu thêm anh thấy chữ tân nó như vậy. Và thường Tân Dậu thì sẽ có nhiều đời, rất dễ có nhiều đời, cho nên là ví dụ mình là đời thứ hai thứ ba thì ok lắm rồi, tự nhiên chắc là anh không có nữa đâu ha. Rồi tiếp đến là người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, à nữ thì Giáp Tuất, nam thì Nhâm Tuất ha, thì để xem thế nào. Thì điều đầu tiên xét đến là mệnh, thì mình chúng ta cũng đã biết là Nhâm Tuất là đại hải thủy, à Giáp Tuất là sơn đầu hỏa, như vậy là thủy khắc hỏa, tức là nam khắc nữ, mà trong hôn nhân á, là mạng mà nam khắc nữ á, thì nó vẫn đỡ hơn là bị nữ khắc nam, cho nên là gọi là người ta gọi là tương khắc âm dương nhưng mà thuận lẽ, mạnh khắc yếu ha. Ok, mà cái chuyện mà mệnh mà tương khắc vợ chồng á, thì đường con cái rất khó hành thông, đường con cái á, thì có thì khó nuôi ha, mà gọi là có ít thôi, khó có được nhiều con. À, đặc biệt đó là nếu như có hai đứa hoặc ba đứa thì thường là nam không hoặc nữ không, thường rất là nhiều nam không hoặc nữ không ha, và con cái thì nó không ngon lành lắm do là cung sinh mệnh của chúng ta bị tương khắc, nhưng mà thuận lẽ thì nó đỡ hơn, ví dụ giống như là thủy khắc hỏa thì đỡ, nhưng mà trong trường hợp này là nam khắc nữ thì đỡ, chứ mà nữ khắc nam đó, thì cực kỳ khó chịu ha. À, thậm chí là đôi khi là vô sinh thôi, đôi khi là không có con cái. Rồi thiên can giáp nhâm ha, thiên can là chữ giáp với chữ nhâm á, là không hợp, không xung, không tương khắc về mặt tử vi, gọi là chấp nhận được. À tuy nhiên á, là chữ giáp và chữ nhâm này về mặt đạp âm ngũ hành á, thì nó là tương sinh, tại vì chữ nhâm là thủy mà chữ giáp thì thuộc hành mộc, cho nên là bản thân của thiên can là tương sinh, hai người này kết hợp vợ chồng mà làm ăn chung thì cũng tương đối ngon lành, không đến nỗi nào. À địa chi Tuất Tuất ha, gái trai nhâm, gái nhâm Tuất, gái Giáp Tuất, thì có những nét tương đồng về tính cách, thì về cùng là con chó sống trượng nghĩa trung thành ha, có những sở thích chung cùng mục tiêu, nhưng cũng đôi khi có những bất đồng do tính cách quá giống nhau mang lại, nhìn chung cả hai khá hợp nhau trong cuộc sống. À được ha, dù là cách nhau 12 tuổi, cách nhau một con giáp, nhưng mà dù gì đi nữa thì chúng ta cũng mang đặc trưng mệnh của con Tuất, con chó thì nó sự trung thành là nhiều và ngon lành ha. Rồi à, cung sinh hôn nhân á, thì trai Nhâm Tuất là cung đoài, à gái Giáp Tuất là cung càng, mà trai cung đoài lấy gái cung càng là sinh khí, à ngon lành ha. Thì như đã nói ở trên đó, thì có cái bị khắc mệnh mà được cái cung sinh hôn nhân thì nó cũng sẽ bù qua sớt lại rất là nhiều, cho nên là ngon lành. Cái này thì cũng như vậy, cũng được 7.5 như nãy giờ hai cái ở trên ha. À thầy sang xuống coi có cái nào được 10 điểm không, 4 cái luôn đấy. Rồi nam Quý Hợi sinh năm 1983 và nữ Giáp Tuất sinh năm 1994, thì Quý Hợi thì cũng là đại hải thủy, à cho nên là mệnh là thủy khắc hỏa ha. Mệnh tương khắc thì vợ chồng đường con cái nó khó hanh thông ha, có con một nào tương đối nhiều. Rồi thiên can á là giáp quý,
thiên can của chữ giáp và chữ quý thì không xung khắc, không có tương hợp gì hết, chấp nhận được. Nhưng mà chữ quý nó cũng là thuộc hành thủy, chữ giáp nó cũng thuộc hành mộc, cho nên mà có thể nói là được tương sinh về nồng âm ngũ hành của thiên can, tốt cho cái công việc kết hợp làm ăn. Nữa ha, địa chi tức với hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại, không cũng không xung nhau, cũng không có tương hợp gì hết, không tạo nên sự cản trở xung đột lẫn nhau trong cuộc sống. Trong cuộc sống gia đình có thể dự đoán đây là một cặp gia đình khá là hạnh phúc và đầm ấm. Ok ha. Rồi đi về cung sinh hôn nhân thì đại hải thủy nam mạng là cung cấn, thì trai cung cấn mà lấy gái cung càn là thiên y, tốt cho mặt sức khỏe. Cái này cũng bị mệnh tương khắc, cho nên là coi cũng như cũng được giống giống như bốn cái vừa rồi ha. Rồi đến tiếp theo mà một tuổi nữa mà anh cảm thấy là nó vẫn trên trung bình, nó vẫn được ba cái tương hợp, một cái có tương khắc hay không thì kia thì anh sẽ lấy, thì đó là nam Bính Dần sinh năm 1986, có mệnh là lô trung hỏa, lửa trong lò, gặp sơn đầu hỏa, cho nên là gọi là về mệnh là hỏa đồng hàng, tốt cho đường con cái, hanh thông cho bổn mạng. Tuy nhiên cả hai cùng mệnh hỏa sẽ nóng nảy, gia đình cũng vì thế hay gây gổ những chuyện bất đồng và âm ỉ nội bộ. Người cùng là người mệnh hỏa hết thì người nào cũng ào ào hết, ào ào thì dễ bể chén, bể tivi rồi khi mà có chuyện lắm ha. Rồi thiên can giáp bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ bình hòa nhau. Thiên can cái chữ giáp thì thuộc hành mộc, chữ bính thì thuộc hành hỏa, cho nên có thể nói là thiên can cũng vẫn được là tương hợp. Địa chi tức dần là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức, là dấu hiệu của cuộc sống gia đình hòa thuận, thường là sự bổ trợ cho nhau về tính cách, có người cương thì có người nhu, tình cảm vợ chồng thường rất nồng hậu, tương thân tương ái, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Trong cuộc sống gia đình có thể dự đoán đây là một gia đình hạnh phúc, đầy tiếng cười ở trong gia đạo vì có tam hợp dần ngọ tức. Tuy nhiên dần ngọ tức này bị cùng là mạng hỏa, cho nên là có thể là vui đó rồi gây đó rồi gây giận y serum, nhưng mà tình cảm là kháng khích. Tuy nhiên cung sinh hôn nhân thì không được tốt đẹp lắm, tại vì nam mà lô trung hỏa thì cung khảm ha, mà trai cung khảm về cung sinh hôn nhân lấy vợ cung càn là lục sát. Tuy nhiên là lấy như đã nói là chỉ một trong hai thứ cung sinh và mệnh, cung sinh hôn nhân và mệnh mà bị tương khắc thì mệnh còn có giải quyết được, cho nên chung hai cái thì không có ấy luôn. Và do cái tuổi này anh lấy, do cái tuổi này anh đưa thông tin là vì lý do là nó có tam hợp và ngọ tức ha, nó có tương hợp về thiên đề nạp âm ngũ hành của thiên can là giáp mộc bính hỏa, còn lửa thì đồng hàng, cho nên là hy vọng với những cái tương hợp của ba cái kia có thể chế hóa được cái việc lột xác. Và nếu như mà trường hợp các em mà có làm lễ cưới của cái người tuổi này thì rất là đơn giản để chế hóa nó ở trong cái lễ cưới. Nếu như mà cái người nào mà biết về tử vi phong thủy thì người ta sẽ chỉ cho cách coi ngày cưới, người ta sẽ chỉ cho là lúc cưới sẽ làm cái gì là để chế hóa được cái việc lột xác này. Việc lột xác thì không có phải là cưới là mắc mạng, chúng ta chỉ gặp tuyệt mạng thì cưới mới là mất mạng thôi ha, cho nên là lục sát vẫn còn được. Trong xấu thì trong bốn cái xấu của hôn nhân thì có tuyệt mạng nè, lục sát nè, họa hại ha, và ngũ quỷ, thì nó sẽ là như vậy. Thứ tự là xấu nhất là tuyệt mạng ha, thứ nhì là lục sát, thứ ba là ngũ quỷ, và thứ tư là họa hại. Nó từ trên xuống dưới như vậy, cho nên là lục sát với những cái trường hợp như kia thì cũng có thể chấp nhận được. Tiếp tục thì một người mệnh hỏa nữa, đó là người lô trung hỏa, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nam mạng, đối với các em nữ thì như cũng 87 thì cũng là lô trung hỏa, cho nên là hỏa đồng hàng, tốt cho đường con cái, hanh thông,
Nhưng mà hỏa này thì không không đến nỗi nóng nảy như là hỏa dần, họ con mèo, cho nên họ họ nóng nảy nhưng họ kìm kìm được, nói chung là đỡ hơn so với Lô Trung Hỏa sinh năm 1986. Thì về thiên can á, thì giáp chỉ chữ đinh, thì thiên can của chữ giáp chữ đinh là không xung không khắc về mặt tử vi. Tuy nhiên nó chữ giáp thì thuộc mộc, chữ đinh thuộc hỏa, cho nên là về mặt thiên can nạp âm ngũ hành, thiên can là được tương sinh tốt. Địa chi Tuất Mão, đây là một địa chỉ rất là hay. Ở trên thì chúng ta có dần ngõ Tuất tam hợp, ở dưới này có Tuất Mão là lục hợp, 87 là thuộc nhóm lục hợp. Đây là sự hòa hợp vợ chồng về tính cách, về suy nghĩ, hai người có thể nói là tâm đầu ý hợp, dễ gắn bó hài hòa, thường thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Trong cuộc sống gia đình hai bạn sẽ ít xuất hiện bất đồng, mà niềm vui và tiếng cười là chủ yếu. Con chó với con mèo ở trong nhà nó cắn lộn, nó giỡn với nhau là nhiều, sật sật nhau gì đó, nhưng mà nó vẫn sống chung với nhau được, cho nên người ta gọi là Tuất Mão là lục hợp, tốt quá trời luôn. Rồi như vậy là trai mà đinh mão lại là cung càn, gái giáp tuất cũng là cung càn, trai cung càn lấy gái cung càn là phục vị. Như vậy mà nói thì rõ ràng nãy giờ chúng ta xét thì chưa có cái tuổi nào mà được bốn cái hoàn mỹ, chỉ có tuổi này với tuổi đinh mão với tuổi giáp tuất là bốn cái được tương sinh cả, bốn cái được tốt đẹp, không có cái nào tương khắc cả, thì có thể nói đây là cái tuổi mà anh chấm 10 điểm. Biết sao? Thiên can thì được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, mệnh thì đồng hoàng hỏa, địa chi là lục hợp, thì rõ ràng đây là một cặp trời sinh, mà có thể nói là nếu mà được kết hợp sinh con cái vào đúng tuổi thì mọi người sẽ rất là khá lắm. Hai người tụi này kết hợp sẽ rất là khá, cuộc sống gia đình hạnh phúc giàu có. Rồi tiếp tục đến một cái tuổi nữa, đó là Nam Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Thì người Kỷ Tỵ là mệnh mộc, đối với tuổi của các em là tương sinh mộc hỏa, tương sinh vào vợ chồng, mệnh được tương sinh thì rất là hanh thông, được con cái như em đã nói ở trên. Thiên can giáp kỷ, chữ giáp nó hợp kỷ, đây là ngũ hợp, mà đây là sự sự hợp chung chủ và chữ tính, công việc làm ăn kinh tế vợ chồng rất dễ giàu sang và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Ngon lành ha, con ngũ hợp này là ngon lành luôn. Tỵ và Tuất là tự chủ bình hòa, không hại không hình xung khắc gì nhau, cũng không tương hợp, cho thấy đây là hai người có cá tính độc lập, không tạo nên sự cản trở xung đột nhau trong cuộc sống gia đình. Tuy nhiên là như vậy thì cuộc sống mà không có cái va chạm, không có cái nhiều đường ai nấy sống, cá tính độc lập quá, không có chung với nhau thì cái cuộc sống nó sẽ bị nhàn nhạt, cho nên là cẩn thận ha, cần cả hai cần thường xuyên quan tâm đến nhau nhiều hơn. Thì nam tuổi đinh mão kỷ tỵ là cung cấn, nữ cung càn, như vậy trai cung cấn lấy gái cung tràn là thiên nghi. Như vậy là 87 89 sinh năm người đinh mão và người kỷ tỵ đối với tuổi giáp tuất là hoàn mỹ, 10 điểm, không có xung không khắc gì hết, còn có tương hợp. Kỷ tỵ này thì được ngũ hợp về về địa chi, rất dễ giàu có và hanh thông. Rồi tiếp theo hợp nữa ha, có thể mà gọi là kết hôn được đối với tuổi giáp tuất nữ mạng của các em là nam nhâm thân sinh năm 1992. Mệnh là kiếm phong kim, vàng mũi kiếm, gặp sơn đầu hỏa, như vậy là mệnh bị tương khắc, kim mộc hỏa khắc kim, như là nữ khắc nam, đường con cái rất khó hanh thông và khá khá mệt ha, khi mà nam mà nhâm thân lấy nữ giáp tuất thì sức khỏe coi chừng yếu hơn nữ. Thì bản thân người thân là không có mạnh hơn người con thân, nó không mạnh hơn con tuất rồi ha, cho nên là cẩn thận, đường con cái rất khó hanh thông nha. Rồi giáp nhâm, thiên can của hai người là không xung không hợp, nhưng mà giáp mộc nhâm thủy, cho nên là có thể nói là
thủy sinh mộc được tương sinh về nạp âm ngũ hành. À, tức thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung hợp nhau. À, ok. À, như vậy thì người nhâm thân là bị cắt về mệnh, đường con cái khó hanh thông. Chứ còn việc về công việc và gia đạo cũng như cung sinh hôn nhân thì không có vấn đề gì ha. Cho nên là gọi là chấp nhận được. Mình ở với nhau thì giờ công nghệ dữ lắm, không đẻ được thì mình cấy, mình ghép cũng đẻ ra thôi. Không có gì sợ quá khó ha. Rồi tiếp theo đó là người giáp tuất nam luôn. Và nam giáp tuất, nữ giáp tuất thì người ta nói, hay người xưa hay nói gì, lấy vợ cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, hay lấy chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Nhưng mà thời buổi này thì không nên nằm duỗi mà ăn đâu, do là thì xét về mặt tử vi á, thì là cả hai là cùng mệnh hỏa, thì đồng hàng không tương khắc được con cái, cùng hành chữ giáp cùng hàng nha, không xung không khắc không tương hợp. À, nhưng mà thuận sinh của hai chữ giáp ở gần nhau, có người thuận sinh cùng tuổi thì rất giàu có, nhưng mà nếu như hai chữ giáp mà ở gần nhau thì có thể nói là một là rất giàu, hai là rất nghèo, linh binh đang bàn lắm ha, cho nên cẩn thận. Địa chi túc túc có đường nét và tính cách, có những sở thích chung cùng mục tiêu, nhưng cũng đôi khi xảy ra những bất đồng ha, trong cuộc sống. Rồi thì như đã nói, cung sinh hôn nhân cả nam và nữ giống nhau, cho nên là cùng là giáp túc, cho nên là cung càng hết, và trai cung càng lấy gái cung càng là phục vị. Nếu là anh á, thì về mặt tử vi á, thì hai tuổi này nó không có gì gọi là xung khắc nhau. Tuy nhiên mà nếu là anh thì anh sẽ khuyên rằng hai tuổi này không nên lấy nhau. Tự nhiên vậy nè, tại sao là anh nói không nên? Thì khi mà hai người vào mà năm tốt thì cả hai cùng tốt hết. Ví dụ như là năm gặp năm tốt thì coi như cả hai mộc đức hoặc là mộc đức thái âm loại kia nó có ok hết. Tuy nhiên mà vào năm xấu, thí dụ như năm nay năm tuổi thì cả hai người cùng vào năm tuổi thì nó rất là khổ. Và có những năm nam sẽ bị la hầu, nữ thì sẽ bị kế đô. Cho nên là không nên lấy nhau, tại vì mình phải lấy vợ, có năm mình xui thì vợ mình nó đỡ cho mình nó xui mình đỡ cho nó, chơi hai vợ chồng cùng xui thì dễ tay trắng. Mình làm cả bao nhiêu năm mà tới hai vợ chồng vào năm xui nó chơi quýnh cả hai mà tay trắng là không nên, cho nên là cẩn thận ha. Rồi tuổi mà tiếp theo là tuổi nam ất hợi. Nữ giáp tuất lấy nam ất hợi thì nam ất hợi với nữ giáp tuất thì cùng mạng thì không nói được, đường con cái ham thông tương thông ok. Thiên can giáp ất là thiên can chữ giáp với chữ ất, không xung không khắc chấp nhận được ok ha. Tuất hợi thì tự chủ bình hòa, không xung khắc cũng không tương hợp, tạo cho nên là cuộc sống không có tạo sự xung đột lẫn nhau trong cuộc sống. Gia đình có thể dự đoán đây là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên mà nam mà nắm tuổi chữ ất mà con hợi thường thì không có được siêng lắm, phải không, lười, cho nên là cẩn thận ha. Giáp tuất coi chừng, mà nam ất hợi mà lấy nữ giáp tuất thì dễ bị nắm đầu. Cho nên là ví dụ như mấy em nào thích nắm đầu thì cái men ất hợi lấy ha, em chỉ huy nó được liền. Cung sinh hôn nhân á, là trai cung đoài. Là nam mà ất hợi là cung đoài, nữ là cung cạc là sinh khí. Như vậy tuổi này cũng là một tuổi được 10 điểm so với lại tuổi đinh mão với lại tuổi kỷ tỵ, thì tuổi này cũng có 4 cái, đâu có cái gì mà xung khắc nhau đâu. Như vậy là tốt đúng không. Tuổi cuối cùng anh không nghĩ, anh không làm những tuổi nhỏ hơn, tại vì anh nghĩ rằng người giáp tuất thì họ không thích những người nhỏ tuổi ha. Họ ăn những người nhỏ tuổi là con nít, thì những giáp cái mệnh họ lớn đó, cho nên họ sẽ không thích những người nhỏ tuổi. Người tiếp theo đó là người Bính Tý sinh năm 1996, có mệnh là giãn hạ thủy. Như vậy là mệnh là thủy khắc hỏa, mệnh tương khắc, vợ chồng thì khó hanh thông được con cái, ít con hoặc là con một trai, là trai không hay là gái không. Thiên can giáp bính thì thiên can chữ giáp không có xung không có khắc gì với chữ bính. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó,
là giáp thâm mộc bính hỏa, cho nên là gọi là được tương sinh rồi hợp âm ngũ hành, tốt cho công việc làm ăn. Tý tuất là không hình hại, xung nhau cũng không tương hợp. À, cho nên là có thể nói đây là một cái gia đạo không có sự cản trở nhau trong cuộc sống gia đình, cả hai cũng thường xuyên quan tâm, cả hai coi như có những cái cá tính riêng biệt, cho nên là cần phải thường xuyên quan tâm nhau hơn để cho cái gia đình nó khăng khít hơn ha. Rồi cung sinh hôn nhân á, là bính tý là cung cấn ha, mà trai cung cấn lấy gái cũng càng là thiên nghi, như vậy người bính tý giải hà thủy cũng được 10 điểm á, đâu 7 điểm rưỡi thôi chứ quên, giải hà thủy mà bị tương khắc về mệnh ha, còn lại những cái khác thì ok. Như vậy đó là những cái mà thông tin cơ bản nhất về cái việc chọn một đối tượng nam nào phù hợp với cái gọi là tử vi phong thủy của người Giáp Tuất sinh năm 1994 nữ mạng. Thì nó có rất là nhiều cái khác bên lề, nhưng đây là hy vọng nó cũng là một cái gọi là tiêu chí để mà các em có cái sự lựa chọn mà cân đo đong đếm để tìm cho mình một đấng mày râu, một tấm chồng thật sự xứng đáng với bản thân mình. Nhưng mà cũng nói một điều như này, vợ chồng á, là mối lương duyên không dễ gì có, cũng không dễ gì chối bỏ được. Nếu nó đến thì mình không thể nào mình cản lại, mày anh xấu quá, anh tuổi anh không hợp tuổi tôi không lấy được ha. Xem hợp tuổi á, kết hôn là biết để biết được cái sự tương sinh hay xung khắc của cả hai người là ở đâu, ưu điểm thì mình phát huy và nhược điểm thì mình sửa chữa. Cái gọi là hợp tuổi không đồng nghĩa với con đường mà trải đầy hoa hồng ở trong cuộc sống hôn nhân gia đình, đúng không? Không hợp tuổi cũng đâu phải là đầy khó khăn dâu bể. Bản chất của xem hợp tuổi là để biết mình biết người, để nếu có sống cùng nhau thì cố nhịn nhau cho thuận vợ thuận chồng. Thì có như vậy thì biển đông ta cắt tác cũng đã cạn chứ nói chi những cái khó khăn trong cuộc sống này. Quan trọng nhất cũng chỉ là đức năng, cũng những là đức năng của người vợ, đức năng của người chồng ha. Mình không hợp tuổi, mình hay xung khắc thì mình biết chế hóa, mình biết làm sao cho cuộc sống gia đình nó không là địa ngục. Còn như người nam cũng vậy, mình thấy nó khay ra xung khắc thì mình phải tìm hiểu vấn đề mình giải quyết. Mình biết mình nóng, mình hay ấy thì thôi, mình biết chừng mực mà dừng lại. Lời nói của một người đàn ông hay là một người phụ nữ khi nói ra trong lúc nóng giận thì họ sẽ không nhớ, nhưng người nghe thì họ không bao giờ quên. Cho nên nếu muốn để được có một cuộc sống gọi là hạnh phúc êm đềm thì nóng tốt nhất là im lặng, và cố gắng giải quyết nó trong cách ôn hòa để mình có suy nghĩ. Đừng để lời nói mình đã nói ra rồi không thể thu lại được, vì khi đó người nghe họ ghi nhớ rất là khó. Hy vọng rằng với những thông tin này sẽ giúp được các em nữ sinh năm 1994 chọn được đúng đối tượng của mình. Mong chờ. Nếu như các em thấy hay, xin bấm like và chia sẻ để nhiều người tuổi nữ Giáp Tuất biết được những cái thông tin này mà có cái lựa chọn tốt hơn cho mình trong hôn nhân gia đình. Ai chưa xem hoặc là chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi của các tuổi tiếp theo, có thể là của bạn bè người thân của mình. Rất vui và hân hạnh vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.